Tự nhiên bữa nay thấy trời rất là đẹp nên mình muốn quay một cái video. Muốn mình làm cái chủ đề là cơ duyên nào mình tới Mỹ và mình đã biết tới Vương và làm việc cho Vương như thế nào. Man, bự chưa? Con cá sấu rất là bự luôn. Ở cái công viên này chỉ có cách nhà mình có 10 phút thôi. Sớm không phải, muộn không phải, nhưng mà quan trọng là nó phải đúng lúc. Không phải mình chọn mà gọi là mình may mắn vào được đúng lúc thì mình mới có thể gắn bó với một công ty. Hello mấy bạn, hôm nay là một buổi chiều cuối tuần và mình đang ở ngoài công viên. Thì thường lâu lâu có dịp rảnh thì cuối tuần mình cũng hay ra ngoài công viên để mà đọc sách này nọ, đi dạo rồi chạy bộ này kia. Thì tự nhiên bữa nay thấy trời rất là đẹp nên mình muốn quay một cái video. Cuốn sách mình đang đọc là cuốn này, là cuốn Lịch sử loài người nha, Lược sử của loài người. Thì nó cũng nó nói về khoa học nhưng mà trình bày ông này viết cũng rất là dễ hiểu và rất là đáng để đọc. Cuốn này rất là hay nha, nếu mà các bạn nào có thể tìm đọc để mà hiểu thêm rất là hay. Thì đây, hôm nay có một cái đồ chơi mới, thấy không? Có một cái micro mình mới vừa mua luôn. Thì mấy cái video vừa rồi mình post lên thì mấy bạn nói là tiếng nghe không có được rõ lắm, cho nên là mình vừa đầu tư một cái bộ micro. Đây, mình cho mấy bạn coi bộ micro này cũng khá là good. Đây, cái bộ micro. Nó có cái hộp gồm một cái đồ phát tín hiệu và hai cái mic nha. Đây, cái mình rất là thích cái bộ này ở chỗ là cái hộp này nó đựng là nó là cái đốc sạc luôn. Nè, giống như mình xài xong mình để vô nó lên đèn nó sạc luôn, thấy không? Thấy cool không? Bộ này xài cũng rất là tiện. Thì đó, thường thì cuối tuần chiều chiều mát mát thì mình thường lâu lâu có dịp rảnh thì cũng lên cái công viên này, lên cái chỗ này hoặc là những chỗ khác trong công viên để ngồi đọc sách chơi này nọ. Thì thấy trời hôm nay rất đẹp nên mình muốn làm cái video nói chuyện với mọi người chơi. Thì hôm rồi có một bạn hỏi mình là muốn mình làm cái chủ đề là cơ duyên nào mình tới Mỹ và mình đã biết tới Vương và làm việc cho Vương như thế nào. Mình thấy câu hỏi này cũng khá là nhiều bạn muốn biết cho nên là mình sẽ trả lời câu hỏi này cho các bạn thông qua video này. Thì thôi, bây giờ ngồi một chỗ này nói thì nó cũng hơi chán đúng không? Thì mình sẽ dẫn mấy bạn đi đi vòng vòng vô trong công viên này, vừa đi vừa nói chuyện cho nó vui. Cảnh hôm nay trời cũng rất là đẹp, cũng rất là thời tiết cũng rất là ok, cho nên là tụi mình đi thử đi đi vòng vòng cái công viên này, vừa đi vừa nói chuyện cho vui. Hello, đây có mấy người bạn nghĩ nè. You catch No, something? Dạ. Hồi nãy họ chỉ mình ở đây có một con cá sấu. Man, bự chưa? Con cá sấu rất là bự luôn. Ở cái công viên này chỉ có cách nhà mình có 10 phút thôi. Nhưng mà thiên nhiên rất là hoang dã và rất là gần gũi, thấy không? Con cá sấu quá bự. Đang nằm đó chờ đợi. Đó, có rất nhiều người ở đây đang ngắm nhìn. Ok, thôi bây giờ mình sẽ quay lại chủ đề chính của video hôm nay ha. Đó là cơ duyên nào mà mình đã biết tới Vương cũng như là công ty Fastboy để mà làm việc cho Vương cho tới bây giờ. Thì nghĩ lại câu chuyện này từ đầu thì nó đúng với hai cái chữ cơ duyên luôn á mấy bạn. Tại vì mình sẽ nói là giống như mình qua Mỹ vào cuối năm 2016 ha. Thì sau đó khoảng vài tháng đi là mình bắt đầu đi kiếm việc làm để mà giống như kiếm thêm tiền để mà tiêu vặt rồi chỉ có thể trang trải này kia thêm trong cái quá trình trong cuộc sống này nọ. Thì mình mới bắt đầu lên mạng mà mình kiếm công việc để thử coi có công việc nào hay không. Thì lúc đó mình có lên một cái group của một nhóm người Việt ở Houston này, nó gọi là group người Việt Houston. Thì mình lên đó và mình thấy có một cái bài đăng tuyển tuyển người. Thì cái anh đó thì anh đăng tuyển là giống như tuyển vị trí là cho một công ty gọi là Internet Marketing, Marketing Online này kia đó. Thì
cũng thấy ok, công việc này chắc cũng phù hợp với mình, tại vì mình cũng có background về quảng cáo truyền thông này kia đúng không, thì có thể mình apply thử coi sao. Thì mình có nhắn cho anh đó tên là anh Duy, thì anh cũng ok, anh nhắn lại cho mình và ok và hẹn mình lên phỏng vấn. Thì cái lúc mà mình lên phỏng vấn á mấy bạn, kể tới đây mà vẫn còn thấy mắc cười, thì cái lúc mà mình lên phỏng vấn á thì mình nhớ là cái bữa mà mình tới cái chỗ phỏng vấn đó, nó là một cái như là một cái warehouse vậy mấy bạn, nó rất là sập sệ và người thì vô trong đó thấy có le que 2-3 người trong đó thôi à, ngồi nguyên cái công ty gì mà 2-3 người mấy bạn, nhìn ghê lắm. Thì bàn ghế này kia thì cũng để lung tung, máy móc này nọ thì cũng dây nhợ bố xua hết, để máy tùm lum tà la. Nói chung cái cảm giác lúc đầu mà bước vô thì mình cảm giác không hề tốt chút nào luôn. Nè ở đây có alligator in park nè, thấy không, người ta cảnh báo có cá sấu ở trong công viên nè, ở dưới đây chắc là đầy cá sấu dưới này luôn nè. Rồi thôi quay lại, giống như là khi mà mình bước vô trong cái chỗ đó thì mình rất là ghê, tại mình sợ lừa đảo mấy bạn. Nhìn công ty vậy mà trời, không thấy ai làm hết trơn mà có 2-3 người ngồi nguyên cái công ty mà máy móc dây nhợ rồi bàn ghế để tùm lum mấy bạn, nhìn giống như công ty lừa đảo đa cấp hay sao á. Mà cái xong rồi nói chuyện với anh đó, nói chuyện phỏng vấn thì công việc này kia thấy cũng không có gì cụ thể hết trơn, nhìn giống như là mình sợ, rất là sợ kiểu công ty đa cấp lừa đảo, tại vì kiểu công ty nó tuyển về internet marketing, cũng không có nói cụ thể tên công ty là làm sao mà rồi marketing online này kia, nghe nó mơ hồ mấy bạn. Cho nên ok, kết thúc buổi đó thì mình cũng cảm ơn rồi mình ra về, rồi cũng có nói là có gì thì anh liên lạc với em hoặc là em liên lạc lại với anh này kia như thế nào đó thì tụi mình nói chuyện sau. Sau đó mình về mình lặn luôn mấy bạn, mình trốn luôn, tại vì mình rất là sợ lừa đảo qua Mỹ mấy tháng mà bị lừa nữa thì mệt lắm, cho nên là mình về mình trốn luôn. Rồi đó là lần đầu tiên, mình cũng không biết đó, cái lần đó là công ty đó là công ty Fast Boy đâu nha, mình quên luôn. Rồi bẵng đi một thời gian, sau đó là khoảng mấy năm sau á, vài năm sau thì lúc này mình đã học và sắp xong rồi, thì trong cái khóa lần cuối cùng, cái khóa cuối cùng mình học có một bộ môn gọi là Portfolio Development, thì ông thầy ổng dạy là giống như là môn này để chuyên gia chuẩn bị hồ sơ để mà đi xin việc vậy đó. Thì ổng có nói một cái mình rất là thích là trước khi kết thúc khóa học này, nếu mà bạn nào trong lớp tìm được việc làm thì sẽ không cần phải học nữa, sẽ không cần phải làm gọi là một project cuối kỳ mà sẽ auto được điểm A luôn. Cho nên là mình rất là quan tâm tới cái thông tin này. Cho nên trong quá trình học thì mình cũng rất là cố gắng để xây dựng cái portfolio cho mình, rồi xây dựng cái CV, cái viết resume này nọ, rồi mình có làm một cái gọi là editing reel nữa mấy bạn. Tại vì hồi đó mình học kiểu về visual mà, cho nên là những người mà edit video này kia họ có những cái gọi là editing reel, là tổng hợp tất cả những cái gì mà họ đã làm được thành một cái video và họ thường sẽ gửi cho những cái nơi mà họ muốn apply. Thì mình cũng có làm một cái editing reel của mình, thì mình cũng đăng trên kênh của mình luôn á, mấy bạn có thể tìm lại để xem ha. Thì đó, mình nhớ lúc đó là trước khi kết thúc học kỳ khoảng hơn một tháng nữa là gần hết học kỳ á, thì mình mới bắt đầu mình gửi ra những cái hồ sơ của mình đến cho những công ty để mà mình xin job. Tại vì xin job được là không phải đi học nữa bạn, sướng không? Mình auto được điểm A luôn, chứ không cần phải nhức đầu là ở cái project của mình phải làm tốt như thế nào, phải trình bày như thế nào mới được điểm A chứ bộ. Cho nên là mình rất là tích cực mình đi xin. Thì mình nhớ cái tuần đó là ngày thứ tư, thì mình có nhận được cái lời mời phỏng vấn từ một công ty, gọi là công ty này họ làm về thiết kế và in ấn. Thì công ty này cũng khá là lớn, nó làm giống như công ty thiết kế mà nó có riêng một cái xưởng của nó luôn. Cái xưởng nó chắc cũng phải mấy trăm người, cả ngàn người làm á, rất là lớn. Cho nên mình vô mình phỏng vấn, thì cái vị trí nó gọi là
kiểu giống như là visual designer vậy á, kiểu tổng hợp những cái thông tin, những cái file in ấn này nọ để cho cái xưởng người ta in, thì mình vô đó mình xin. Thì sau cái buổi phỏng vấn thì mình ok, mình được nhận, mình nhận được offer liền luôn, và họ hẹn tuần sau đó mình đi làm luôn. Thì mình về mình thấy rất là vui, tại vì mình có job rồi mấy bạn. Thì cái thứ hai nữa là mình không cần phải đi học nữa, tự nhiên được auto điểm A môn đó, auto được điểm A luôn thì rất là vui. Mình nhớ là, đó là hôm thứ tư mình đi học, mình đi phỏng vấn ngày hôm đó là hôm thứ tư. Thì sau đó là đến ngày thứ năm mình lên mạng, và buổi chiều hôm đó mình thấy được một cái qua đây ngồi đi. Buổi chiều hôm đó là buổi chiều thứ năm thì mình lên mạng và mình thấy có một người bạn mình xem một cái clip. Mình nhớ luôn là cái clip đó là của Vương. Vương đang đứng và Vương có quay một cái clip là để tuyển người làm vị trí gọi là digital marketing. Thì mình thấy cũng ok, thì vị trí này hình như có vẻ cũng mình cũng làm được luôn. Thì những cái nội dung, những cái yêu cầu này kia ở trong clip Vương nói thì mình cũng thấy mình làm được. Cho nên là mình cũng nghĩ là thôi thử apply thêm một cái job này thử coi như thế nào. Mình cũng không nhớ là cái công ty đang tuyển đó là Fastboy, là cái công ty hồi trước mình tới luôn nha mấy bạn. Thì mình có gửi CV. Thì lúc đó bạn cái nhận cái CV đó là bạn Lâm. Thì mình gửi đó là tối thứ năm, thì đến sáng hôm sau là sáng thứ sáu thì Lâm có trả lời mình. Thì Lâm cũng nói là Lâm cũng thấy rất là ấn tượng với cái hồ sơ của mình và những gì thông tin, những cái gì mình gửi cho Lâm. Thì Lâm cũng có kêu mời mình lên phỏng vấn, nhưng mà Lâm hẹn qua tới tuần sau mới phỏng vấn lần. Thì mình nói là mình nói thẳng luôn là có thể nào sắp xếp cho mình phỏng vấn sớm hơn được không, tại vì tuần sau mình cũng có hẹn phỏng vấn ở một cái công ty, mình đã có offer đi làm ở một chỗ khác rồi, nhưng mà mình cũng muốn biết cụ thể thêm công việc ở công ty này như thế nào để mình có thể mình cân nhắc. Thì Lâm lúc đó, Lâm cũng rất là nice, Lâm cũng ok luôn. Lâm lúc đó Lâm trả lời là sáng thứ sáu, thì Lâm hẹn chiều đó mình lên luôn, mình phỏng vấn luôn khoảng 3 giờ. Thì mình nhớ là lúc đó mình lên cái building mới của công ty, cái tới tòa nhà văn phòng nhìn nó cũng rất là hoành tráng, nó cũng rất là ok. Mình bước vô, mình phỏng vấn, nói chuyện với Lâm này kia. Thì sau khi nói chuyện với Lâm thì Lâm cũng nói là ok, em thấy anh cũng ok đó, nhưng mà giờ em muốn Vương phỏng vấn anh thêm nữa coi như thế nào. Thì mình cũng có nói luôn là ok luôn, thì có Vương ở đây không thì phỏng vấn luôn được không. Thì Lâm nói ok, tại Vương đang lúc đó cũng đang ngồi trong phòng của Vương. Thì cũng rất là may mắn tại bữa đó là Vương cũng có mặt ở công ty luôn. Thì Lâm mới nói với Vương và nói với mình đi vào phỏng vấn nói chuyện thêm với Vương luôn. Thì mình vô mình phỏng vấn với Vương. Thì cái cảm giác lần này của mình nó rất là khác với lần trước tới nha mấy bạn. Tới thì cũng gặp một cái trụ sở văn phòng cũng lớn và cũng nhiều người ngồi làm việc. Thì và nói chuyện với Vương thì thấy cũng rất là rõ ràng, rất là cụ thể, và cái cảm giác đem cho mình rất là an tâm, và mình cũng thấy khá là thích cái công ty này. Thì sau đó cuối buổi nói chuyện thì Vương cũng có nói là ok, thấy Thảo cũng ok, nhưng mà Vương thì thường Vương không có đánh giá người khác nhiều qua cái buổi phỏng vấn, mà Vương sẽ đánh giá khi mà họ thực sự đi làm, họ làm được cái gì. Thì mình nghĩ cái đó cũng đúng thôi, tại vì phỏng vấn thì nhiều khi mình nói cái gì chả được đúng không, thì nhiều khi mình lấy cái hồ sơ của người khác, thông tin của người khác mình nói của mình cũng được luôn. Cho nên là thực tế vào làm thì có làm được hay không thì sẽ biết ngay. Cho nên là Vương nói là ok thì thôi cứ vào làm thử đi, như thế nào làm được hay không thì lúc mà vào làm thì Vương mới đánh giá. Thì mình cũng ok, cảm ơn Vương, và mình hỏi vậy thì cái offer của Vương như thế nào cho mình để mà mình có thể cân nhắc so sánh với bên kia như thế nào. Thì Vương cũng đưa ra cái offer của Vương với công ty cho mình. Thì mình đêm đó mình về mình suy nghĩ, và sau khi mình cân nhắc nhiều thứ khác nhau, nhiều yếu tố khác nhau, thì cuối cùng mình đồng ý với cái offer mà Vương đưa ra cho mình. Thì không biết sao nữa, thì chắc là cũng có cảm tình sơ sơ với công ty này rồi, thấy không khí này kia nó cũng hợp với mình hơn hay sao á, thì mình đồng ý vào làm cho Fastboy từ lúc đó. Thì mọi chuyện mới bắt đầu vui hơn sau đó khoảng một tháng. Sau khi mình làm khoảng một tháng, lúc mà mình vô thì mình không, anh Duy không có còn làm nữa nha. Anh Duy là cái anh phỏng vấn mình cái lần đầu tiên á, ảnh không có còn làm nữa.
Thì sau khi mà mình làm được khoảng một tháng thì ảnh quay trở lại ảnh làm. Thì lúc đó mình cũng không nhớ luôn, mình cũng không biết đó, cái công ty mình đang làm là cái công ty hồi đó mình đã phỏng vấn luôn. Thì anh Duy ảnh vào thì ảnh mới gặp mặt mình, ảnh mới nhớ hay sao thì ảnh mới hỏi. Thì sau đó hai anh em nói chuyện với nhau, thì mới find out ra là cái công ty mình đang làm đó là cái công ty hồi trước mà mình đã làm, mình đã vào phỏng vấn và mình đã chạy trốn trong 2 năm trước đó đó. Thì mới find out ra được cái chuyện đó. Thì bây giờ thấy cơ duyên không, cái lần đầu tiên gặp phỏng vấn không vào làm, và sau này mấy năm sau đi tìm kiếm công việc lại gặp cái tuyển dụng của công ty và lại vào phỏng vấn, và lại lần này thì lại ok và vào làm cho tới tận bây giờ. Thì sau đó mình mới nói chuyện với Phương, mình mới kể câu chuyện này ra này nọ, thì mọi người mới nói là nhiều khi lúc đó mình không vào cũng hên á, tại vì lúc đó mình vào thì cái khoảng thời gian đó mình vào thì công ty kiểu cũng đang cố gắng, cũng đang loay hoay tìm kiếm những cái đường hướng quảng cáo sao cho kiếm thêm khách hàng thôi. Lúc đó công ty thì cũng chưa có được phát triển mạnh lắm, mà lúc đó công ty cũng chưa có làm digital, chưa có làm Facebook luôn mấy bạn. Quảng cáo chủ yếu là gửi thư, gửi mail ra ngoài cho khách thôi à. Cho nên là lúc đó mình vào chắc là mình vào đó mình làm gì mình là chuyên viên kiểu sở trường của mình là về digital marketing, mà kiểu làm về Facebook, làm về online này kia, mà lúc đó không có làm thì mình vô mình làm gì mấy bạn. Vô đó chắc đó ngồi thiết kế mấy cái thư này kia gửi ra chắc được 1-2 tháng chắc mình cũng chuồn luôn quá. Nghĩ lại thấy đó cũng là một cái may mắn mấy bạn. Nhiều khi mình sớm không phải, muộn không phải, nhưng mà quan trọng là nó phải đúng lúc. Đúng lúc mình chọn được, không phải mình chọn mà gọi là mình may mắn vào được đúng lúc thì mình mới có thể gắn bó với một công ty. Chứ nhiều khi mình vô sớm quá hoặc là mình vô trễ quá thì nó cũng không hay. Thì mình nghĩ lại đó là một cái điều rất là may mắn là mình có thể gọi là mình vào cũng đúng lúc. Mình rất là vui liền. Vì từ khi mình vào á thì công ty giống như là cũng đúng thời điểm công ty có thêm nhiều cái sản phẩm và nhiều cái dịch vụ hơn để mà công ty bán và cũng phát triển mạnh hơn qua cái mảng digital, qua cái mạng Facebook. Thì mình cũng phù hợp với cái sở trường của mình hơn và mình cũng có nhiều giống như nhiều cái chỗ để mà mình có thể làm thể hiện cái sở trường của mình hơn, thì mình cũng thấy rất là happy. Thì đó đó là câu chuyện mình kể lại cho mấy bạn cái cơ duyên nào mà mình biết tới Vương, cũng như là mình gắn bó với Fastboy cho đến thời điểm hiện tại. Thì câu chuyện chỉ có vậy thôi. Thì cảm ơn các bạn nào đã gửi câu hỏi này cho mình, và mình thấy cũng có rất là nhiều bạn ủng hộ cho cái câu hỏi này, cho nên buổi chiều hôm nay mình thấy trời đẹp, cảnh đẹp quá, cho nên mình mới quyết định quay một cái video ngắn để trả lời câu hỏi cho các bạn. Rất là cảm ơn các bạn. Thì qua câu chuyện này mình cũng giống như có một cái điều gửi gắm cho các bạn, đó chính là mình rất là thích cái câu là khi mà một cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Mình thấy nó rất là đúng. Thì nhiều khi cái việc gì xảy ra trong cuộc sống của mình đó, nhiều khi nó đúng thời điểm thì nó tốt nhất mấy bạn. Không sớm quá, cũng không trễ quá, nhưng mà nó đúng thời điểm là nó tốt nhất. Cho nên là mọi người thì cứ cố gắng đi. Gặp cái việc gì mà chưa có được vừa lòng mình, hoặc là cái gì mà mình đang mong muốn nhưng mà nó chưa xảy đến, thì nhiều khi nó chưa phải thời điểm thích hợp nhất thôi. Thì mình cứ cố gắng, tiếp tục cố gắng, thì mình nghĩ cho đến một lúc nào đó thích hợp thì nó sẽ xảy đến với mình và mọi sự nó sẽ tốt đẹp thôi, chứ không có gì đâu. Rồi, cảm ơn mấy bạn đã xem video này ha. Và nếu bạn nào thích thì có thể nhấn like và nhấn subscribe, và đặc biệt là nhấn cái chuông thông báo ha, để có bất cứ video nào mới thì các bạn có thể xem được liền. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho mình. Mình xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những chia sẻ khác về cuộc sống và những chuyến du lịch của mình ở Mỹ nhé. Cảm ơn các bạn.